ví dụ như cái video này, các bạn có thể quay trong nhà cũng được, quay trong nhà đang à, à, có một cái bức tường trắng, ví dụ như video này chẳng hạn, đó chỉ như vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ ghép lên. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép. À, trước tiên các bạn hãy vào cửa hàng, chúng ta tải cái ứng dụng cắt cắt về, à, chúng ta sẽ tìm với từ khóa cắt cắt nhá. Và ta tải cái ứng dụng này về, đó, ta cài đặt. OK xong ta mở lên, ấn mở, Rồi ta ấn chấp nhận, Rồi tiếp theo ta ấn vào dấu cộng này, ấn dấu cộng, và ta ấn cho phép. Rồi tiếp theo là ta sẽ chọn một cái video, ví dụ cái video pháo hoa chẳng hạn. Video pháo hoa này thì các bạn hãy vào kênh uh, chia sẻ pro để chúng ta tải về nhé. À, mình lấy ví dụ cái video này, đây, thêm, OK, đó, đây nó có một cái video như này và tiếp theo là uh, chúng ta sẽ ghép cái video uh, chúng ta lên đây uh, bằng cách ta sẽ ấn vào lớp phủ này. chúng ta ấn vào lớp phủ ta ấn vào thêm lớp phủ ấn vào dấu cộng này và tiếp theo ta chọn tới cái video mà chúng ta quay đây ví dụ cái video đây ấn vào và ta ấn chữ thêm đó tiếp theo là ta zoom to lên lấy tay ta zoom lên làm sao cho nó vừa đúng vừa cái khung nhá Ok. Đúng vừa khung thì thôi. Đó. Ví dụ như này. Rồi tiếp theo. Hai bên này thì nó đang bị có cái hình pháo hoa. Thì ta có thể ghép một cái hình khác vào đây để chúng ta chèn lên. À, trước tiên à, ta cứ cắt đi đã. Đây, ví dụ như này. Khi chúng ta chuẩn bị bước đi này. À, bước đi. Ok đến đoạn này ta cắt đi. Ta ấn vào đây. Và ta ấn tách, ấn vào dấu tách này, tách ra. Rồi tiếp theo cái video ta đã được tách thành hai thì ta ấn vào cái video ở phía sau. Ta cho tốc độ nó chậm lại một chút, ta ấn vào chỗ tốc độ này. Ta ấn vào chỗ bình thường. Và ta đẩy cái này xuống khoảng 0.5. Đó là nó đi rất là chậm. Ok. Và ta có thể tắt cái âm thanh của cái này đi. Ta tắt hết âm thanh đó và tiếp theo ta ấn vào cái video uh, đã cắt ở phía sau nhá, cái video đằng sau ta kéo sang phần xóa nền, ta ấn xóa nền, đó và chờ cái này chạy 100%, 100% là xong, nó đã xóa nền, này. đó, ok, nó rất là ok, rồi cái này thì ta có thể xóa uh, che bớt cái cái chỗ màu đen này đi ta có thể sao đúp cái này chẳng hạn sao đúp để ta che đi cũng được ta ấn vào nó và kéo sang phần này đây ta ấn sao chép sao chép và tiếp theo ta sẽ đẩy cái này về về cái chỗ bắt đầu đây. và ta kéo sang bên này ta có thể đặt sang bên này cũng được che che nó đi đó ta che nó đi và đặt bên này một cái nữa ta lại sao chép sao chép và ta kéo lên cũng đặt về vị trí bắt đầu và ta cũng kéo sang bên này ok và ta có thể thêm lớp phủ nữa cho một nền pháo hoa nữa rồi ta, ta ấn vào thêm lớp phủ và ta chọn tới cái video mình lấy ví dụ cái video này ấn thêm nó vào tiếp theo ta kéo sang phần uh, nổi đây ta ấn vào chữ nổi này và ta ấn tiếp vào cái phần uh, làm sáng đó ok là nó mất hết nền đen đi và ta có thể lấy tay ta zoom hết ra đó rồi ta đặt vào đây ta muốn ghép một cái video đi từ trong ra thì ta cũng là chỉ làm tương tự nhé ta ấn vào lớp thì cái này mình đã có video sẵn ví dụ mình có cái video này ta ấn vào và ta cũng ấn xóa nền xóa nền ok đó và lưu ý ta lại cho nó chậm lại đi với tốc độ chậm thật là bình tĩnh OK. Cái này có âm lượng. Đúng Rồi. Rồi ta có thể cắt lấy từ đoạn này. Đoạn này ta xóa đi. Và ta đẩy cái này lên. Rồi ok. Xong ta sẽ uh, xuất video. Ta ấn vào cái mũi tên này. Đó mà chờ cho cái này quay đủ 100%. Là xong. Rồi đã xong. Ta ấn đã xong. Giờ ta có thể quay về bộ sưu tập để chúng ta xem. Đây ví dụ bộ sưu tập đây. Đó đây chính là cái video chúng ta vừa mới làm xong. Nếu như ta muốn chỉnh sửa thêm, ví dụ thêm các cái cành đào, cành mai vào đây hoặc cái quả cầu vào đây thì chúng ta sẽ vào KineMaster Master để ta chỉnh sửa lại nhé. Đây bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn à, chỉnh sửa thêm ở phần KineMaster. Master. Và ta chỉnh thêm ở phần KineMaster. Ta ấn vào KineMaster. Ta ấn tạo mới. Và ấn chữ tiếp theo. À, tiếp theo ta chọn tới cái video vừa nãy. Nó nằm ở camera. Ấn vào đây. Rồi tiếp theo là cái video này. Ta ấn vào. Ok. Cái đoạn cuối này. À, nãy mình chưa cắt bỏ. Ta có thể cắt bỏ đi nha. Đây. Ta lấy đến đoạn này thôi. Đó, đến đoạn này thôi. À, cắt bỏ đi. Và ta có thể thêm một số hiệu ứng vào đây thêm một số hiệu ứng. đó cái này ví dụ cái này bắt đầu chuyển sang cảnh khác, ta thêm một cái hiệu ứng vào đây. À, ta ấn vào hình trái tim này. rồi ta kéo xuống phần à, ví dụ như điểm sáng này chẳng hạn. Đó, ta chọn một cái hình, chọn một cái hình uh, lóe sáng. ở đây điểm chói sáng này. ví dụ ta ấn vào đây. À ok. Và ta điều chỉnh lại nhá, đặt cái này sát lên trên. Đó. Rồi, ta có thể thêm một số cái cành đào, cành mai vào đây bằng cách ấn vào lớp, ấn đa phương tiện Và chọn tới cái phần là chúng ta đã download nhá. Đây ví dụ mình có một cái cành mai như này. Đây ta đặt vào đây thu nhỏ lại một chút chẳng hạn đặt vào đây và kéo dài cái thời lượng ra nó ok nếu như ta muốn thêm nếu như ta muốn thêm ta ấn sao đúp và ta kéo xuống đây còn không muốn cái hình ảnh cành mai này nữa ta ấn vào đây để thay đây ví dụ ta thay một cái cành đào chẳng hạn một gốc đào vào đây chẳng hạn nó ok ta đặt đây và cái này ta có thể thay đổi cái màu sắc cho nó ấn vào pha trộn này, nó ta ấn vào cái cái màu nào nào cho nó uh, giống cái kiểu van đêm một chút nó ví dụ kiểu này các bạn, đó và ta có thể thêm tất cả các cái hiệu ứng vào đây, thấy cái nào đẹp thì chúng ta thêm vào, à, ví dụ mình thêm một cái đèn lồng vào đây, ấn vào lớp ấn vào hình trái tim và chọn xuống cái phần uh, tết âm lịch đây tết âm lịch nó có cái đèn lồng này và ta có thể đặt đặt vào góc này, ta trang trí cho cái video chúng ta nó ok ví dụ như này thêm bài hát Happy New Year vào đây, ta ấn vào lớp ấn vào đa phương tiện ấn đa phương tiện và chọn tới cái video ví dụ cái video này mình đã tải sẵn thì các bạn hãy tải về nhé. ta sẽ À, nếu như điện thoại chúng ta cấu hình cao thì ta không cần trích xuất ta cứ kéo xuống đây cho nó nhanh đó kéo xuống đấy nó mất hình đi và nó vẫn giữ lại nhỏ đó và ta cắt tới cái đoạn mà nó hát luôn ví dụ đến đoạn này ta cắt ta cắt bỏ đoạn đầu đi và tiếp theo ta đẩy cái này về sát đoạn đầu nhá cái đoạn mà chúng ta bước vào cái cảnh pháo hoa thì ta mới cho nó hát đây ví dụ này Đó và ta sẽ lưu video lại bằng cách ấn vào mũi tên này. Ấn xuất dự án. Nhà chúng ta chọn tỷ lệ khung hình nhé. Khung hình ta cứ chọn 30. Độ phân giải 1080. Và cái này chúng ta cứ để tầm tầm giữa giữa này. Ok và xuất dự án. Chờ cho cái này chạy hết sang đây là ta đã được một cái video. Đó và video hướng dẫn của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé. Chúc tất cả các bạn có thể tạo ra được những cái video đẹp vui cho riêng mình. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.